Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc Quy Tây, phần 27, lễ thứ 26. Nhất tâm quán lễ Vô Lượng Thọ Như Lai Hội Thượng, Tọa Liệt Thượng Thủ, Đức Vi Chúng Tôn, Hoa Nghiêm Kinh Chủ, Vạn Hạnh Trang Nghiêm, Hóa Thân Kim Cang Tác Đọa, Vĩnh Vi Mật Giáo Sơ Tổ, Bất Xả Nhân Địa, Biến Thâu Huyền Diệu, Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc, Đại Nguyện Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng ba lần một lạy. Dưới đây là nhất tâm quán lễ, là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền đối với chúng ta ngày nay cũng có ý nghĩa đặc thù. Ngài chính là Kim Cang Tác Đọa, là sơ tổ của mật giáo. Ở thế giới này của chúng ta, ở Tỳ Lô Giá Na bên đó cũng giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, ở Phật Thích Ca Mâu Ni bấy giờ cũng là như vậy. Đây chính là Bồ Tát thường thủ nhất. Do đó trong kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta đều có Đức Tuân Phổ Hiền mà. Toàn bộ những Bồ Tát này đến đều hàm cộng Tương Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức đấy. Những Bồ Tát này đều tôn trọng, đều đang tu trì. Tu trì gì? Tu trì đức hạnh của Đại Sĩ Phổ Hiền đấy. Điểm vượt trội nhất của Đại Sĩ Phổ Hiền chính là hai câu sau cùng này: Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Pháp Sư Tịnh Không chính vì vậy mà đi theo vào Tịnh Độ Tông. Pháp Sư ban đầu giảng duy thức, giảng nào là cái gì? Giảng Kinh Hoa Nghiêm, giảng đến Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm sau cùng. Bồ Tát Phổ Hiền phát Thập Đại Nguyện Vương, trốn trở về mà Thập Đại Nguyện Vương dẫn đường. Sau cùng chính là thế giới cực lạc rồi. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A-di-đà, tức đắc vạn sanh an lạc sát. Đây là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, cũng chính là nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà. Nguyện tôi sắp đến lúc mạng chung, cái chướng ngại này của tôi tiêu trừ. Chướng ngại chính là chướng ngại vạn sanh đã tiêu trừ rồi, không phải nghiệp lực đã tiêu trừ rồi. Do đó một điểm này mọi người phải chú ý. Mỗi một chữ đều có tác dụng của mỗi một chữ. Ly kinh nhất từ tiện đồng ma thuyết đấy. Hiện tại rất nhiều người, họ là tâm không lớn nhỏ nha, chứ vì không thể rời khỏi nha. Việc đấy làm trái là càng không được nha. Sai khác một chữ cũng không được nha. Tự như thật mà là giả đều không được nha. Vì thế thà rằng nói ít vài câu, thích nói quá nhiều không tốt, không nói cũng không tốt. Điều mà chúng ta có thể biết, điều chúng ta nắm chắc, vẫn phải cố gắng hết mức nói. Bồ Tát Phổ Hiền này là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội Thượng, Tọa Liệt Thượng Thủ, Đức Vị Chúng Tôn. Vào lúc Phật thuyết Kinh Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Phổ Hiền làm Thượng Thủ, giống Kinh Hoa Nghiêm vậy, là vị đứng đầu. Chỗ ngồi là trên hết, đức cũng là tôn quý trong chúng đấy. Tất cả người đến đều là Tuân Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức mà, cho nên đức cũng là xưng tôn trong chúng đấy. Đồng là kim chủ của Kinh Hoa Nghiêm nha. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Vô Lượng Thọ là kinh đồng đẳng. Vạn hạnh trang nghiêm, vạn loại công đức. Do đó Phổ Hiền là Đại Hạnh Bồ Tát mà. Quán Thế Âm là Đại Bi, Di Lặc là Đại Từ, Phổ Hiền là Đại Hạnh, Văn Thù là Đại Trí, Địa Tạng là Đại Nguyện. Đây cũng là chỗ không giống nhau. Ngài là Vạn Hạnh Trang Nghiêm đấy. Hóa thân của Ngài làm gì chứ? Chính là Tổ sư Kim Cang Tác Đọa sớm nhất của Mật Tông, Vĩnh Vi Mật Giáo Sơ Tổ đấy. Tương lai ở cái thế giới này, mọi thế giới, mọi kiếp,
vĩnh viễn là tổ sớm nhất của mật giáo đấy. Ở cái thế giới này của chúng ta, Liên Hoa Sanh Đại Sĩ, chúng ta ở trong từ điển Phật học đều tìm không ra danh tự này, rất khó mà nghe được đấy. Mọi người đều biết là Long Thọ Nha. Vì vậy, Đông Mật, ghi chép của Trung Quốc, mọi thứ đều xưng gọi Long Thọ là đời đầu tiên của Mật Tông. Bồ Tát Long Thọ là một Bồ Tát rất đặc thù. Phật giáo phân 10 tông, Ngài là tổ sư của 8 tông. Đây là một vị Đại Bồ Tát đặc biệt. Thời niên thiếu, có thể nói là một tên lưu manh chạy đến hoàng cung. Ngài biết tàng hình, cùng với một vài người bạn xấu của Ngài chạy đến hoàng cung. Hậu quả đã làm cho rất nhiều cung nữ bụng to lên. Kể việc này ra làm sao? Họ kể chính là dường như trong mộng khi ngủ đấy. Có người kể không ngờ có người thật đến. Người này e rằng có tà thuật, đem đến đóng chặt các cổng cung, đã phái rất nhiều lực sĩ cầm dao chém nha. Rốt cuộc là đều bị giết rồi. Chỉ là Long Thọ, Ngài đã ẩn núp sát sau lưng của quốc vương, bởi vì con dao đó phải cách xa quốc vương một chút. Quốc vương đi đến đâu thì Ngài theo sát đó. Ngài không để bản thân thở ra. Sau cùng nhìn lại đếm rất nhiều, đều là chết rồi. Chém thêm cũng không trúng người rồi, dường như đã chết sạch rồi. Cổng cung đình đã mở rồi, Ngài mới lén lút chạy ra ngoài. Lén lút chạy ra ngoài, ai da, cái này dục bi khổ bổn a. Lần này hiểu rồi, cái khổ này rất khổ nha, rất nguy hiểm, suýt nữa đã chết. Bạn bè tốt đều bị giết sạch rồi, phải không? Đây là do cái gì? Do ham muốn đấy. Ham muốn là gốc khổ nha. Ngài xuất gia, về sau trở thành tổ sư của 8 tông. Hoa Nghiêm chính là Ngài từ trong Long Cung lấy ra. Lăng Nghiêm cũng là Ngài từ trong Long Cung lấy ra. Tổ sư của Tịnh Độ Tông, Y Bác gián tiếp trong tổ sư Thiền Tông. 8 tông đều là tổ sư của Lục Tông. Đây là một vị Đại Bồ Tát hết sức đặc biệt. Vào lúc 500-600 năm sau khi Phật Niết Bàn, một vị Đại Bồ Tát như thế, Ngài ở Nam Ấn Độ, cầm mấy hạt cải đã mở một cái tháp bằng sắt. Đi vào tháp sắt, đích thân nhìn thấy kim cang tác đỏa. Do đó ghi chép trong sách này, nguồn gốc của Mật Tông chính là đến như vậy. Kim cang tác đỏa đã truyền pháp này cho Long Thọ. Người Nhật Bổn đều là cung kính Long Thọ, nhưng không biết vị này Đại Sĩ Liên Hoa Sanh. Đông Mật, Đường Mật đều là Long Thọ. Long Thọ là Đại Sĩ Liên Hoa Sanh làm thủy tổ lẫn nhau. Đại Sĩ Liên Hoa Sanh là từ chỗ A Nan đắc pháp. Ngày sớm hơn Long Thọ, Ngài là từ chỗ A Nan đắc được. Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho A Nan trước, ông truyền cho Đại Sĩ Liên Hoa Sanh. Hai người này có giao lưu, cho nên chỗ này nhất định họ đều là đại đức, không có chướng ngại về đố kỵ. Những pháp này ta từ chỗ kim cang tắc đỏa có được, Ngài có thể cho Liên Hoa Sanh. Liên Hoa Sanh là từ chỗ A Nan có được, có thể cho Long Thọ. Do đó từ chỗ này đã chứng minh sơ tổ mật giáo a. Kim cang tắc đỏa mà. Vả lại hiện tại điều mà họ gọi là kim cang A Xà Lê chính là đại diện kim cang tắc đỏa. Đây là một điểm đặc thù của Phổ Hiền. Kim cang tắc đỏa chính là hóa thân của Ngài. Ngài không những là đức vi chúng tôn của hiển giáo, ở mật giáo cũng là vĩnh vi giáo chủ đấy. Ngài bất xả nhân địa. Ngài tuy rằng là đã có thành tựu thù thắng như vậy, Ngài vẫn không xả nhân địa, vẫn thể hiện là Bồ Tát nha. Ngài tuy rằng vẫn là hiện thân là nhân địa, nhưng Ngài hết thảy huyền diệu. Huyền diệu đấy, thập huyền của Kinh Hoa Nghiêm, điều bí mật thâm sâu nhất nha, pháp diệu nhất nha. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Hoa Nghiêm là thập huyền môn. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là diệu pháp, đều là huyền diệu mà. Ngài đều thu nhận cả, đều dung hợp cả. Đã dung hợp sau cùng ở phía sau Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền chính là thập đại nguyện vương Đạo Quy Cực Lạc. Một phẩm này là một quyển sau cùng hết trong Kinh Hoa Nghiêm 81 quyển.
vì sao xuất hiện một bộ 81 quyển chứ? Kinh Hoa Nghiêm phiên dịch đầu tiên vào thời nhà Tấn đã phiên dịch qua là 60 quyển, gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm. Nhà nước đời Đường lại tổ chức phiên dịch, rất nhiều đại đức, quốc sư Thanh Lương vân vân đều tham gia. Lần phiên dịch này là 80 quyển, gọi là Bát Thập Hoa Nghiêm. Bộ này vừa dịch xong lại vào đến một loại Hoa Nghiêm, Tứ Thập Hoa Nghiêm, lại phiên dịch nữa. Đây là phiên dịch lần thứ 3. Tứ Thập Hoa Nghiêm không có bản in lẻ, chỉ là trong Đại Tạng Kinh có Tứ Thập Hoa Nghiêm. Hiện tại có lẽ là Hồng Kông, Đài Loan có thể đã in, ngày trước là không có. Đến một phẩm sau cùng trong bộ này đấy, ba lần đều có phiên dịch: Lục Thập, Bát Thập, Tứ Thập. Trên cơ bản phổ cập có chỗ hơi không giống nhau, có một phẩm sau cùng là Bát Thập Hoa Nghiêm không có, chính là Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm. Ở đây đã phiên dịch xong Bát Thập Hoa Nghiêm làm sao đây chứ, thì đem một phẩm sau cùng của Tứ Thập Hoa Nghiêm đưa vào làm một quyển cuối của Bát Thập Hoa Nghiêm, cho nên thành 81 quyển. Quyển này đến Trung Quốc trong ba loại kinh Hoa Nghiêm là bộ đến sau cùng. Sau cùng là kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm, bởi vì phía trước đều không có đến, lúc này đã bổ sung nó vào, cho nên Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm này bây giờ là xếp vào trong Tịnh Độ Ngũ Kinh đấy, chính là Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Câu kệ này ở trong đó, cho dù đợi đến lúc chưa bị sắp chết, các kinh bại hoại, chư vị hết thảy mọi thứ đều không thể theo chư vị rồi, hết thảy đều không có tác dụng rồi. Đến lúc này rồi, nguyện vương của chư vị không rời bỏ chư vị nha. Do đó phát đại nguyện rất quan trọng đấy, xong được vãng sanh đấy. Chư vị chỉ cần niệm, đến lúc lâm chung có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc, trực tiếp thấy Phật Vô Lượng Thọ kia, vãng sanh An Lạc Xá. Thế thì là hết thảy đều bất thối rồi, vĩnh viễn bất thối rồi, chắc chắn là đợi đến thành công rồi. Đại nguyện đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, vì thế Thập Đại Nguyện Vương là đại nguyện nha. Ngài vạn hạnh trang nghiêm, do đó đại hạnh nha. Ngài là dùng thực tế để cứu độ chúng sanh, hoằng dương chánh pháp, hiện các loại thân Bồ Tát đấy, dùng hạnh làm chính, cho nên xưng là Đại Hạnh Bồ Tát Phổ Hiền. Tiếp sau đây là văn thù. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết bột báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc, trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ, mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ, ta niệm Di Đà Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai.
Nam mô A